Chào tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung. Hôm nay em lên sóng cho mẫu xe Hyundai Starlet nha em. Máy dầu, chính chủ ngồi, không hết niên hạn anh em ha. Xe thì được sản xuất năm 2004, nhưng mà lăn bánh sử dụng lần đầu năm 2009 anh em. Nên là cái chất xe nó rất là đẹp luôn nè, đẹp hơn những con xe cùng đời nha em. Bởi vì nó lăn bánh nó đi chậm hơn, nó đi sâu nên là nó rất là đẹp, rất là cọp luôn nè. Với lại con này chất xe gia đình sử dụng anh em ha, không có chạy tuyến, không có chạy dịch vụ gì hết. Nên là sơn xi thùng mỏm, vỏ là rất là mỏng, rất là đẹp, không đông đụng, không ngập nước nha anh em. Anh em mua con này về đi chạy tuyến này, hoặc là mua làm xe trung chuyển, hoặc là chở học sinh đi học thì đúng bài luôn anh em. Rất là kinh tế luôn nha anh em, rất là kinh tế luôn. Sơn xi bên ngoài thì rất là đẹp, anh em mình mua về có đủ xăng là đi ngay thôi. Không phải làm gì về con xe này nữa nha anh em. Sơn xi rất là đẹp rồi, nội thất bên trong rất là đẹp, chính chủ ngồi, hai dàn điều hòa nha anh em, hai dàn điều hòa lạnh buốt luôn á. Nói chung xe thì rất là đẹp. Biển Quảng Trị anh em, biển Quảng Trị, lăn bánh lần đầu năm 2009 thôi. Xe thì máy dầu anh em ha, máy dầu. Con này máy thì cam kết với anh em là máy móc còn rất là ok, không đổ hơi anh em ha. Anh em mua về đi xa thoải mái, nói chung con này đi xa rất là ok, tự tin luôn. Khám đăng kiểm thì còn khá là dài, mâm đúc theo xe này anh em ha. Nội thất ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Được cái là chính chủ ngồi, không hết niên hạn, rất là rộng rãi. Rộng như 12 chỗ anh em ha. Anh em mua về có đổ xăng là đi thôi. Khám thì đến tháng 6 năm nay, tháng 5 năm 2025 anh em. Khám là dài. Khám 1 năm anh em ha. Phôm dán xe anh em thấy đây. Còn rất là thùng mình, thẳng đẹp anh em ha. Phôm dán phía trước đầu xe này. Chính chủ ngồi Hyundai Starlet nha anh em, biển A anh em ha. Biển A chính chủ ngồi, không hết niên hạn. Chiếc Starlet thì nó rất là nhiều. Trên thị trường nó toàn là bán tải anh em, tải van anh em. Tải van thì nó 100 mấy triệu rất là nhiều. Con này thì hôm nay bên em bán mức giá 192 triệu anh em ha. Giá cũng rất là hợp lý. Hàng này hàng ít có trên thị trường anh em ha. Chứ Starlet mà tải van thì rất là nhiều, tải van hoặc là 12 chỗ hết hạn rất là nhiều anh em. Đấy, mấy dòng đó là nó hết niên hạn. Dài vài 3 năm nữa là nó hết niên hạn. Phụ tùng thay thế con này thì rất là nhiều anh em. Bởi vì cái hàng mà hàng tải van với hàng xe khách á, nó ra rất là nhiều, nó thải ra, nó hết hạn á. Nên là mấy con đó người vợ người ta rã sát, người ta bán phụ tùng rất là nhiều. Nên là đồ thải con này thì vô số kể anh em ha, đồ đạc nó vô số kể rất là nhiều. Nên là anh em mình không sợ thiếu phụ tùng. Đấy, cái biển A mà không hết niên hạn thì nó mới khó kiếm anh em. Đấy, chứ còn cái biển mà tải van với biển xe khách mà hết đời thì nó đầy, rất là đầy luôn. Đấy, mà cái đồ thì rất là rẻ. Đấy, để mà kiếm một con 9 chỗ không niên hạn sử dụng xài vĩnh viễn như thế này ấy, thì rất ít có anh em ha. Đồ đạc nội thất bên trong nó rất liền là ốp gỗ này. 192 triệu thôi, bao vận chuyển anh em vào xem xe trở về có bất phí ha. Vô lăng có túi khí đầy đủ anh em ha, vô lăng có túi khí đầy đủ. Màn hình Android cam lùi có đầy đủ rồi anh em ha. Máy dầu, hai dàn điều hòa anh em ha, hai dàn điều hòa. Đem đóng cái cửa lại cho nó khỏi kêu. Cửa nẻo đóng chắc nịch, nói chung xe đẹp, liền lạc lắm anh em. Anh mình mua về rồi đổ xe ở đây. Máy dầu anh em ha. Nhạc nhiễu loa đài đầy đủ này, camera lùi này anh em. Camera lùi đầy đủ anh em ha. Hàng ghế đây, đây ba, giữa ba với sau ba là chính anh em ha. Chính vậy thôi, chứ nhiều khi ví dụ anh em mà chở học sinh đó, anh em chở thêm bỏ thêm vài cái ghế súp nữa thì vẫn ok, lên 12 13 thì vẫn ok. Đấy. Hoặc là anh em mua về chạy dịch vụ xe ghép anh em, bên xe ghép nó nhiều. Đấy. Ví dụ như anh em có tuyến chạy 200-300 cây chạy xe ghép á, ghép người chạy á, rất là ok luôn. Đấy. Rất là kinh tế, máy dầu nó rất là kinh tế, nó rất là lợi dầu. Đấy. Và nó bền bỉ. Và đặc biệt là con này nó không hết đời. Rất là nhiều công dụng để anh em kiếm tiền ha. Đấy, tùy vào nhu cầu mỗi người thôi. Hoặc là anh em mua về đi gia đình cũng rất là ok, gia đình rất là rộng rãi. Máy dầu thì thôi nó rất là bền. Đấy, nó bền, nó mạnh, nó tiết kiệm kinh tế dầu nha anh em ha. Hai dàn điều hòa lạnh buốt anh em nha. Đấy, đi con này rất là sướng, êm ái lắm em. Chạy êm ái lắm, chính chủ ngồi đi êm ái lắm. Nó đi nó còn êm hơn cả 16 chỗ hay 12 chỗ nha anh em, ngồi êm lắm. Vô lăng tay lái có túi khí rồi, để bắn đồng hồ rồi đây. Chạy 224.000 km rồi. Đấy. Lăn bánh năm 2009 anh em ha, có đèn tự động nha anh em. Đấy. Nói chung con này thì máy móc ngon, cam kết bên em không đổ hơi, không keo cam gì hết như keo cò anh em ha. Ốp phân loại gỗ rất là đẹp nha. Màn hình Android thì như một cái điện thoại di động thôi. Anh em mình có thể sử dụng được nhiều tính năng trên đây như coi YouTube, dẫn đường, định vị, báo tốc độ. Mọi thứ hầu như nó rất là ok. Con số thì rất là nhẹ nhàng. Đấy. Con số nhẹ nhàng lắm anh em ha. Nhẹ nhàng sử dụng, dễ sử dụng. Anh em mua về đi thôi. Chính chủ ngồi nha em, Hyundai Starlet máy dầu anh em ha, máy dầu chính chủ ngồi, máy nổ rất êm nha em. Đấy. Anh em nó tem rồi, con nó rin hết này, con này nó rin lắm.
hàng này phải gọi nó hàng cọp, so với Saturday cùng đời là con này nó hàng cọp. Bởi vì anh em biết vì sao không? Nó lăn bánh chậm hơn người ta tới 5 năm. Thường thường người ta sản xuất 204, người ta lăn bánh 204 hoặc là 205 đồ là cùng lắm rồi. Mà nó tới 209 luôn. Đấy. Kiểu như xe hàng trưng bày anh em kìa. Nên là nó sẽ đi sâu. Đấy. Sản xuất 204 nhưng mà 209 mới lăn bánh. Đấy. Nên là nó rất là đẹp. Ghế da này thì người ta bọc lại trong đây là nỉ nè mà. Người ta bọc da ở ngoài rồi. Anh em mua về có điều kiện bọc da mới lại cho nó sạch sẽ hơn. Ngày hôm phía sau đây thì để vali siêu nhiều luôn anh em ha. Đấy, để vali hoặc là anh em có nhu cầu, không có nhu cầu là gặp ghế lại. Rất là ok. Đấy. 192 triệu anh em. Máy dầu Starrest 7 chỗ ngồi. Đấy. Form dáng xe rất là đẹp. Máy móc nổ ok lắm anh em. Đấy. Cam kết không đổ hơi anh em ha. Chạy mạnh lắm. Con này chạy mạnh lắm. Bên hông là cửa lùa anh em. Đấy. Đó. Tìm tiếp rồi anh em nữa nè. Đấy. Riêng hết anh em ha. Đấy. Hàng ghế này thì anh em có thể gặp lại anh em ha. Đấy. Em gặp lại. Một tay em hơi khó anh em ơi. Hàng ghế sau này anh em có thể bước cái hàng này anh em gặp lại. Đấy. Kéo này ra anh em ha. Đấy. Đó, dỡ lên. Đấy. Để cho người ngồi sau người ta đi lên hàng ghế thứ ba. Rất là ok tiện lợi. Sau thì ngồi được cực kỳ rộng nè, anh em thấy cái khoảng ghế này ngồi rất là rộng nè. Khoảng này ngồi nè, siêu rộng luôn nè. Đấy, nên là mấy chỗ này anh em có thể bỏ mấy cái súp nhỏ 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 hoặc là làm cái băng ghế nhỏ đây ngồi rất là ok. Hàng ghế này có thể kéo ra phía sau này. Cái này là chỉnh điều hòa nè. Điều hòa lên trên đây này nè. Ngồi siêu rộng rãi luôn. Starrest máy dầu, trên đây có tay nắm ly nè. Đóng lại. Con này thì rất là kinh tế luôn anh em ha. Anh em mua về chạy chạy tuyến này hoặc là chạy là kiểu chạy ghép á, xe ghép á tem luôn anh em ha. Chạy đám cưới đám hỏi cũng khá là ok, ghép đoàn chạy đám cưới đám hỏi 12-13 người chạy ok. Đấy. Mình chạy ở vùng quê thôi chứ thành phố thì bên em nó có xe xịn hết rồi. Đó. Hoặc là chạy xe những cái tuyến ghép mà những nơi mà bà con khó khăn anh em hả, nơi bà con khó khăn mà chưa có xe tuyến xe buýt á, anh em chạy mấy cái này rất là ok nha, mua về rất là kinh tế, nhanh lấy lại vốn luôn. Phụ tùng thay thế dễ tìm, dễ sửa, dễ có anh em ha. Đấy, bởi vì phụ tùng của con này là nó lấy những hũ con 12 chỗ và những con tải van nó thải ra anh em, nó hết hàng, nó hết hạn á, nó thải ra nên là phụ tùng rất là rẻ luôn. Phụ tùng mấy cái đồ đó người ta bán tháo bán rẻ đầy luôn em à. Đấy, nên là anh em yên tâm về vấn đề phụ tùng thay thế nha. Đấy, anh em muốn mua chính hãi cũng có mà đồ bãi cũng có, đồ bãi rất là nhiều. Mà thường xe thì giờ người ta thay toàn đồ bãi nè, đồ bãi cho nó lợi tiền. Đấy, chứ nhiều chủ người ta kỹ thì người ta sẽ thay đồ hãng. Đấy, đồ hãng thì đặt là có liền luôn. Còn anh em thích thì thay đồ bãi thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, động cơ 2.5 anh em ha, con này uống với tầm 7 lít, 8 lít dầu á. Nhiều khi nhiều người biết chạy thì tầm 7 lít. Rất là tinh tế anh em ha. Đấy, đèn đuốc phía trước nó sáng trưng như này. Máy móc thì nổ êm, không kêu cam kêu cò anh em ha. Hyundai Starrest máy dầu 9 chỗ ngồi không niên hạn sử dụng anh em. Đấy. Em bán cho anh em 192 triệu nha. Anh em nào cần thì alo ngay cho em ha. Đó. Em sẽ quay cái gầm cho anh em coi này. Gầm bệ rất là đẹp nè. Gầm bệ này. Gầm bệ riêng căng thế này. Đó. Đó. Con này thì gầm thì nó hơi dơ thế thôi. Chứ còn ngoài là không mục anh em ha. Em kiểm tra rồi. Gầm bệ không có mục mọt em ha. Nhưng mà nó hơi dơ. Đó. Anh em về muốn kỹ thì mình xịt rửa ra xong rồi làm một gói phủ gầm cách âm. Đó. Có su non anh em là nó chống mục, chống rét, chống rỉ đồ đầy đủ cho anh em luôn. Biển quản trị bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho khách hàng mình nha. Còn giá em bán là 192 triệu bao phí vận chuyển. Anh em vào xem xe trực tiếp tận nơi, xem xe chạy về có bất phí cho anh em ha. Đấy. Còn thương lượng cho anh em thiện chí, anh em có nhu cầu liên hệ thì cứ alo. Số điện thoại em để bên dưới hoặc là các bạn Zalo em tư vấn cho anh em ha. Xe này nói chung là không có vấn đề gì phải chê nha anh em. Đấy. Chạy rất ngon, chạy rất ok. Không đâm đụng, không ngập nước nha anh em. Đấy, bên em cam kết những vấn đề đó. Khi mà anh em mua thì bên em sẽ cam kết bằng văn bản cho anh em, không đâm đụng, không ngập nước cho anh em. Máy móc không đổ hơi nha anh em. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì alo ngay cho em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.